Rồi xin chào anh em nhé. Thì hôm nay em review cho anh em là con 996 P2, bao gồm một con 996 hai pin 5A, một sạc 115. Đó, hàng chính hãng, bảo hành 3 năm. Sạc của nó là sạc 115 nha anh em. Đó, hai pin 5A. Đó. Pin này là pin 20V chuẩn Mỹ luôn này. Đó, hàng xeo Hàn Quốc nhưng mà ký hiệu 20V. Rồi, còn thân máy thì trên ký hiệu nó là 18V nhưng mà thực chất 18-20V không giống nhau luôn. Cho nên anh em lưu ý về phần đó. Đó, mã thông số của 996 đây. Đó, thì giờ riêng bộ này là em sale giá tốt cho anh em luôn. Do là hàng này là cái thân máy được là hàng 90% tồn kho giá rẻ, cho nên là em sale giá nguyên set cho anh em luôn. Một máy hai pin một sạc giá chỉ còn 5.400.000. Đó, anh em nào đang có nhu cầu mua DeWatt 996 thì đang có giá tốt đó, 5.400.000 cho một combo hai pin 5A một sạc. Đó, có một bộ siêu khủng về làm công trình. Đó, thì giá công khai cho anh em luôn, anh em cứ tính toán thoải mái, hợp lý giá mua. Đó, rồi cảm ơn anh em.